Hello, xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình đi xem cây táo mèo. Đấy ạ. Nhà mình có trồng một vườn táo mèo ở ngoài kia. Trồng được cách đây khoảng 3-4 tháng rồi. Thì 4-5 tháng rồi ấy. Thì hôm nay mình đi xem cây táo mèo đã lớn chưa. Mà không phải lớn hay không đâu, đi xem có còn sống hay không thôi. Trồng xong mình cũng chưa đi xem bao giờ. Trồng từ hồi tháng 7, tháng 8. Thì đang trên đường đi. Đây, trên đường đi thì mình cho các bạn xem quê mình một chút. Đây. Đó. Đây chính là quê hương mình đây. Đó, một vòng nhá, mình đang quay một vòng cho các bạn xem. Đây. Ngoài kia chính là bản làng của mình đây, bản của mình đây. Đó. Còn dưới này là một cái lán, một ngôi lán của người dân làm để nuôi gà, nuôi vịt. Kiểu như là ở trên bản thì cứ hay bị dịch bệnh ấy, dịch bệnh là nói chung là cứ trong bản mà có dịch thì lại lan sang cả bản. Thế là người ta làm riêng ra, cách ly ra để tránh dịch bệnh. Đó, đây là người ta làm để nuôi gà, nuôi vịt. Rồi, ok, tiếp tục đi nhá. Hiện tại đây là một cánh đồng ruộng, các bạn nhá. Mùa này, người ta đã thu hoạch lúa hết rồi. Ruộng vẫn còn trống, không trồng gì cả. Chung là ở trên này thời tiết khắc nghiệt, thời tiết lạnh cho nên là chỉ trồng vào mùa hè thôi. Mùa này là ruộng bỏ trống. Đến tận tháng 4, tháng 5 mới tiếp tục cày cấy. Mỗi năm ở đây chỉ trồng được một vụ thôi. Hello. Đây các bạn nhá, mình sắp đến vườn rồi. Vườn táo mèo nhà mình ở ngay chân đồi phía bên này nhá. Đây, chân đồi bên này này. Còn bên trên đồi đó là trung tâm xã. Lâu lắm rồi mình không ra bên này. Nói chung là đúng là từ vụ trồng táo mèo xong đến bây giờ. Thực ra đây là nương ngô. Nhưng mà bây giờ trồng ngô thu hoạch kém quá. Thu hoạch ít quá cho nên là chuyển sang trồng táo mèo xem sao. Châu mùa này toàn thả dông các bạn nhé. Tại không phải là mùa trồng trọt cho nên là dâu châu bò thả thoải mái. Cả tháng đi tìm một lần chả sao. Trộm thì cũng không có. Ui. Suối này có cua đấy các bạn ạ. Đi xem mò được con cua nào hay không. Phải rất từ từ mới thấy cua được. Mạnh tay nước đục hết chả nhìn thấy gì đâu. Đây cua nó hay ở hốc đá như này này. Nhưng mà phải câu cơ. Chứ đá to như này không thể mà
không thể mà lôi ra được. Hồi bé ra suối lại bắt cua suốt. Cũng được, mấy năm rồi không ra, chả biết bây giờ còn cua hay không nữa. Mình nghĩ là còn, nhưng mà phải câu cơ. Với lại trẻ con suốt ngày ra chắc là bị chúng nó ăn hết rồi. Kéo tìm nữa chả thấy con nào. Đây, đến vườn rồi. Táo mèo sao rồi đây? Lâu lắm rồi không ra xem. Chả biết chết hay sống. Một cây đây rồi. Vẫn còn sống tốt. Mùa thu lá vàng cho nên là không được tươi tốt cho lắm. Đây, đây chính là cây táo mèo các bạn nhá. Bạn nào chưa biết thì hãy nhìn cho kỹ. Đây, chính là cây táo mèo đây. Đấy. Sống tốt. Đây một cây nữa. Hay xấu. Ô, lại trồng hai cây như này. Nhầm à? Ơ, sao lại trồng hai cây ở đây nhỉ? À, đây là tại vì một lần trồng xong nó héo hết, mình tưởng mất. Trồng xong nó héo hết, mình tưởng chết, thế là lại phải trùng bù thêm một cây. Bây giờ lại thành ra hai cây sống tốt như thế này. Chả biết chỗ nào thiếu không, nhổ đi trồng. Cứ để đây đã. Đây là cây samu. Trồng xen kẽ một số cây. Sau này làm nhà làm cửa. Ồ, sống tốt phết đấy chứ. Đây. Vẫn chưa thấy chết cây nào. Vườn này là trồng bao nhiêu cây nhỉ? Mấy trăm cây á, mình chả nhớ. 200-300 gì đấy. Ồ, cây này bị con này ăn này. Ăn hết lá này. Đủ má nó. Đây, con này này, con sâu gióm này. Tao cho mày chết. Mày hãy bưởi, dám phá cây nhà tao à? Đây này. Đây này. Con chó. Mày hãy bưởi. Mình chặt vào lông nó ngứa lắm. Mày hãy bưởi. Mày hãy bưởi. Úi trời. Phân ra toe toét, bẩn vãi. Cây gọi là mấy sống thôi, còn bé lắm. Chắc phải 4-5 năm nữa là có quả. Ai cần hàng thì để lại số điện thoại nhá. 3-4-5 năm nữa là có hàng. Đấy. Ô, cây này to nhất đây. Các bạn xem nhá. Đó, cây này cao lắm rồi. Khả năng là sẽ ra quả sớm nhất. Như trên này là cây to hơn các bạn ạ. Cây nào cũng to. Cây này nữa.
khả năng là giống to hơn hoặc là đất tốt hơn. Cái này đổ rồi, khiếp chưa. Đây này, đổ nghiêng ra nó lại mọc mầm lên này, lên thẳng đứng lên các bạn xem này. Đó, cái này bị gãy thì phải, bị đổ nghiêng ra thế mà nó vẫn cứ mọc mầm, mọc thẳng đứng lên trời này. Thương chưa? Mùa này đất cứng quá, không tài nào xò được. Ơi trời ạ, không thể nào cắm được. Mùa này đất cứng quá các bạn ạ, rất là khó cắm. Vẫn cứ thích đổ à, này thích đổ à. Đất cứng như đá vậy, vẫn không chắc. Thôi, chỉ cần đứng được khoảng tuần là nó đứng, nó cứng lại rồi. Thế này, bữa nọ có con trâu vào này. Con trâu phá rào vào, ăn cụt hết cây. Đây, mình sẽ quay lại toàn cảnh của vườn cây táo mèo này cho các bạn xem nhé. Phía dưới này là cánh đồng ruộng và vườn này là ở ngay chân đồi đó. Tóm lại là phía bên này là toàn bộ là vườn táo mèo các bạn nhá, trừ ruộng dưới kia ra, đấy là ruộng người ta chứ không phải là ruộng nhà mình. Đấy, cứ theo chân đồi mà này lên, lên đến đây hết một vườn hoa rất là đẹp. Chả hiểu sao vườn này toàn ra hoa cứt 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 lật, toàn cây cứt lật thôi. Mà thôi, cũng muộn rồi, điện thoại cũng sắp hết pin rồi, mình xin dừng video này tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem, rất mong các bạn hãy like, chia sẻ và quan trọng nhất là đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều.